Thưa quý vị và các bạn, tháng 3, tháng thanh niên, bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng, tuổi trẻ Cà Mau còn được tham gia vào những hoạt động sinh hoạt tập thể. Trong đó, hội trại tháng 3 là dịp để đoàn viên giao lưu kết bạn. Từ lâu, hội trại này đã mang đặc trưng của người trẻ, hết mình, công bằng và đầy tinh thần tập thể. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 3, hơn 500 học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển tập trung tại khu tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Cà Mau. Sau khi viếng và dâng hương Bác, thầy và trò của trường bắt đầu tham gia vào các hoạt động hội trại truyền thống 26 tháng 3. Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, hội trại chính là hoạt động sôi nổi nhất của đoàn viên thanh niên và học sinh của các cơ sở đoàn, các trường học trên địa bàn tỉnh. Khởi đầu hội trại là phần thi dựng lều và cổng trại. Thời gian trung bình khoảng 1 giờ 30 phút để các tập thể hoàn thành phần thi của mình. Mỗi lớp, mỗi đơn vị mang đến một màu sắc riêng và cạnh tranh cho giải thưởng lều trại đẹp nhất. Thường đây chính là phần thi được đầu tư thời gian nhiều nhất của các tập thể. Tên trại, thiết kế cổng, hình dáng lều, vật liệu được tính toán cẩn thận để vừa mang những nét đặc trưng của tập thể mình, đồng thời hòa vào không khí chung của cả trường, cả hội trại và mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Lớp 12 nên chúng em dành nhiều thời gian cho việc học tập, nên việc làm trại thì chỉ diễn ra vào các ngày chủ nhật ở trong tuần để dành thời gian còn lại cho việc học tập nhiều hơn. Đến với tham gia hội trại thì trong lúc làm trại thì chúng em cũng được đùa vui với nhau và nói những chuyện vui rồi bàn về chuyện học tập. Và thêm vào đó thì tình đoàn kết gắn bó giữa lớp thì càng ngày càng bền chặt hơn. Nhân dịp 26 tháng 3 lần này, đoàn khối tổ chức cái hoạt động hội trại truyền thống nhằm kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đoàn. Và qua cái hoạt động thì nhằm tạo cho đoàn viên thanh niên cái sân chơi bổ ích, lành mạnh, rồi tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thì qua cái hội trại này thì giúp cho các bạn là tự hào về cái truyền thống dễ dàng của đoàn. Tháng 3 được xem là tháng ra quân của các hoạt động thanh niên trên nhiều mặt trận. Trong tuần cuối cùng của tháng, trọng tâm công tác đoàn được xác định là tổ chức ngày hội thanh niên 26 tháng 3 và hội trại là một trong những hoạt động chủ yếu. Các chi đoàn trường học trong tỉnh đồng loạt diễn ra hoạt động này trong sự hưởng ứng của đoàn viên thanh niên và học sinh. Đây cũng là hoạt động mang tính truyền thống, từ lâu đã thành sân chơi được các bạn học sinh và đoàn viên thanh niên nồng nhiệt đón nhận. Bởi bên cạnh những giờ lên lớp, tham gia công tác đoàn, các hoạt động tình nguyện thì chính tại đây các bạn có thể vui chơi hết mình, trang bị thêm cho mình những bài học về sinh hoạt tập thể. Là một sinh viên thì mình thấy hội trại nó có ý nghĩa gì không? Dạ, em thấy nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm, tại vì nó giúp cho mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, rồi đoàn kết hơn. Rồi cho dù trong lúc chơi thì có thể có mâu thuẫn nhưng mà sau khi chơi rồi thì ai cũng thấy vui vẻ. Đặc biệt ở trường con đó là năm nào cũng cấm hết trơn, cảm thấy rất là thú vị. Có một ngày để vui chơi cùng với bạn bè mà bình thường tụi con thì phải đi học suốt ngày, rất là bận rộn, lâu mới có dịp đi chơi nên cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là trân trọng những cái giây phút như vậy. Hội trại gắn với các trò chơi ngoài trời, hoạt động văn nghệ, giao lưu các trại đơn vị, thi thuyết trình, nấu ăn và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa. Những ca khúc truyền thống, những màn trình diễn thời trang vui tươi, hào hứng tạo nên sắc màu đa dạng, giàu cảm xúc cho đêm lửa trại. Ngọn lửa ấy đã được truyền qua biết bao thế hệ người trẻ Việt Nam. Tinh thần tình nguyện, lao động học tập hăng say và vui chơi hết mình, tất cả đã được diễn ra trong tháng thanh niên năm nay. Tháng 3 khép lại, nhưng những hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng của các bạn trẻ sẽ vẫn còn được tiếp tục trong suốt cả năm. Từ năm này qua năm khác, trong suốt thời tuổi trẻ của mỗi đoàn viên thanh niên Việt Nam.